Audio chọn bộ Chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 175 của bộ tiểu thuyết giai ký mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ Chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được Phan Lâm tha mạng, Tần Tuấn Minh không ngừng kích động, dập đầu cảm ơn Lý Ái Vân và Phan Lâm lý ái vân không hé rằng chỉ nhìn phan lâm đầy cảm kích đúng rồi vì sao anh tìm tới đây vì sao muốn ép ái vân gà cho anh chưa phan lâm trầm giọng hỏi tôi tôi tần tuấn minh há miệng thở dốc đừng nói với tôi anh thật sự thèm mến ái vân tôi không ngốc như vậy lần này anh tới là có mục đích gì đây phan lâm lạnh lùng quát tần tuấn minh nghiến răng một cái nói thẳng không sai Tôi muốn cưới Ái Vân không phải vì thích cô ấy, mục đích của tôi vẫn là hôn lễ của Sơn Trang Huyết Kiếm. Hôn lễ của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Phan Lâm rừng sốt Lý Ái Vân thì có liên quan gì tới hôn lễ này? Lâm Thần y, biết hôn lễ của Sơn Trang tôi sao, không lẽ anh cũng được mời sao? Tân Tuấn Minh thất thần hỏi. Hình như câu hỏi của anh hơi nhiều đó. Ánh mắt của Phan Lâm phát lạnh, toàn thân của Tân Tuấn Minh run lên, vội đáp, tôi không hỏi. Tôi không hỏi, lâm thần y, anh đừng tức giận mà. Câu hỏi của tôi, anh còn chưa có trả lời đó. Thực ra thì cũng không có gì, chỉ là tôi, tôi muốn khiến cho bọn họ nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Tôi muốn đám anh cả của tôi, không dám coi thường tôi nữa. Tôi muốn khiến cho đám người mắt chó nhìn người thấp biết. Cho dù tôi là con riêng, tôi cũng mạnh hơn bọn họ. Tần Tuấn Minh âm thầm nghiến răng, trong mắt đều là phẫn nộ, mạnh hơn bọn họ sao? anh cưới lý ái vân thì có ý nghĩa mạnh hơn bọn họ sao đây là đạo lý gì chứ phan lâm không thể lý giải nổi toàn thế giới đều biết lâm thần y nhìn chúng lý ái vân nhưng cho đến bây giờ còn chưa có lấy cô ấy qua cửa nếu tôi có thể lấy lý ái vân thì không phải là cướp người từ tay của lâm thần y sao ngay cả người phụ nữ của lâm thần y tôi đây đều dám cướp còn cướp tới tay đây chính là bản lĩnh lớn nhất tất nhiên là bọn họ sẽ nhìn tôi với cặp mắt khác xưa trùng hợp là tôi và Ái Vân lại là bạn học cũ, cho nên tôi muốn lợi dụng tầng quan hệ này bắt lấy Lý Ái Vân, chứng minh bản thân mình. Tần Tuấn Minh cúi thấp đầu, cẩn thận nói. Phan Lâm nghe thấy thế, có chút giờ khóc giờ cười, trên đời này còn có người ngu ngốc như vậy sao? Lý Ái Vân ở bên cạnh cũng không biết phải nói gì cho phải, xem ra vẫn là tôi làm phiền Ái Vân rồi. Một khi đã như vậy, vậy người kia làm sao đây? Anh ta là người của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Phan Lâm chỉ vào người đàn ông đeo mặt nạ trên đất. Anh ta là phạm nhân của Sơn Trang. Phạm nhân sao? Đúng vậy, tôi thả anh ta ra, cũng dựa theo sách cổ trong Sơn Trang, dùng mấy vị kỳ hoa dị thảo điều chế dược vật cho anh ta, khiến anh ta biến thành người bất tử. Tôi biết, nếu đến đây cướp người, khó tránh khỏi việc sinh ra xung đột với Lâm Thần Y, cho nên tôi chuẩn bị đòn sát thủ. Nhưng mà... Y thuật của Lâm Thần Y quá cao siêu từ xưa tới nay thiên hạ vô song là tôi có mắt không chồng không biết chuyện này lâm thần y thứ tội thứ tội tần tuấn minh vội vàng vuốt mông ngựa trong sách cổ của sơn trang huyết kiếm anh còn có phương thuốc chế tạo người bất tử sao phan lâm vô cùng kinh ngạc có đương nhiên là có sơn trang huyết kiếm chúng tôi là gia tộc tồn tại mấy trăm năm rất có thể là những phương thuốc này của chúng tôi nắm giữ đều được truyền lại từ thời cổ đại Nghe nói phương thuốc này đạt được trong tay của ma giáo cổ đại. Tuy tác dụng phụ rất lớn, di chứng không thể xử lý, nhưng mang đến uy lực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Tuấn Minh nói xong, lập tức tháo mặt nạ của người đàn ông trên đất ra. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt mọc đầy mù xuất hiện trong mắt của mọi người. Gương mặt đầy mù này đều là tác dụng phụ của thuốc. Rất nhiều người chỉ nhìn một cái liền ghê tờ mà ói ra. Lý Ai Vân cũng sợ tới mức thét chói tay. Vội vàng nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Người này là kẻ địch phái tới Sơn Trang tôi làm gián điệp, bị Sơn Trang tôi bắt lấy, còn nhốt ở trong nhà Sam. Tôi lừa gạt anh ta, nói giúp tôi cưới Lý Ái Vân, tôi sẽ thả anh ta đi. Cũng lén cho anh ta uống thuốc, hứa hẹn, chuyện này thành thì sẽ cho anh ta thuốc giải. Không ngờ cuối cùng thì anh ta vẫn không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Tần Tuấn Minh nói, anh ta là người của môn phái nào, không rõ lắm, đã ở nhà lao của Sơn Trang chúng tôi nhiều năm. Thẩm vấn kiểu gì thì cũng không được. Tôi đã sắp xếp kế hoạch, đưa anh ta ra. Tần Tuấn Minh thành thật nói. Phan Lâm im lặng gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Tôi hiểu được, nếu chuyện này anh chỉ có mục đích đấy. Được rồi, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Vậy tôi đi trước, cáo từ, cáo từ. Tần Tuấn Minh kích động nói, sau đó xoay người rời đi. Đứng lại, Tôi có nói cho anh đi sao?" Phan Lâm mở miệng nói, Tân Tuấn Minh khóc không ra nước mắt, "Lâm thần y, anh anh còn muốn làm gì?" Chỉ thấy Phan Lâm nháy mắt với người bên cạnh, lạnh nhạt nói, "Dẫn anh ta đi xuống trông chừng trước, đợi tôi trở lại xử lý sau." "Dạ, thưa thầy." Hà Vĩ Hùng gật đầu, lập tức sắp xếp người đi tới chỗ của Tân Tuấn Minh, ra dạ ngoài gọi người theo dõi anh ta, "Bây giờ tôi phải đến sơn trang huyết kiếm xem sao." Về chuyện sơn trang huyết kiếm tôi sẽ hỏi người này đừng để anh ta gặp chuyện không may hiểu chứ thầy yên tâm tôi nhất định sẽ trông coi cẩn thận được bảo người thu dọn nơi này đi phan lâm nói rồi đi về phía lý ái vân đang run lầy bầy ái vân thế nào rồi không sao chứ phan lâm cười nói không sao cảm ơn anh chủ tịch lâm lý ái vân cẩn thận nói nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không sao là tốt rồi anh thấy khí sắc của em vẫn không được tốt lắm còn cần điều trị nhiều hơn lát nữa anh sẽ kê chút thuốc cho em em uống đúng hạn phan lâm cười nói lý ái vân nhìn anh một cái trong mắt lộ vẻ phức tạp cô cắn cánh môi anh đào giống như muốn nói gì đó phan lâm vẫn chưa phát hiện dằn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi chủ tịch lâm đợi một lát bỗng nhiên lý ái vân kêu lên làm sao vậy phan lâm nghiêng đầu hỏi anh vì sao anh lại lại đối xử tốt với tôi như thế rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào vậy lý ái vân nghiến răng một cái nổi lên dũng khí hỏi những lời này vang lên lúc này phan lâm ngây ngần cả người anh cũng không dự đoán được lý ái vân sẽ hỏi vấn đề này ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm lý ái vân mãi mà không biết nên nói gì lý ái vân hơi khẩn trương nhưng không thể nói rõ được là vì sao lại khẩn trương nhưng mà hiện giờ cô rất sợ sợ phan lâm mở miệng nói vội vàng kêu lên chủ tịch lâm nếu anh không muốn nói thì đừng nói anh có thể nói. Phan Lâm nói. Bỗng nhiên tôi không muốn nghe. Thật xin lỗi. Lý Ai Vân bối rối nói. Phan Lâm ngần ra nhưng rất nhanh anh hiểu ra. Lý Ai Vân sợ Phan Lâm đột nhiên chọc thùng tầng cửa sổ này. Nếu là như vậy cô không biết nên đối mặt với Chủ tịch Lâm như thế nào. Cũng không biết đối mặt với Phan Lâm thế nào. Nhưng mà đã đến nước này Phan Lâm thật sự cũng muốn biết thái độ của Lý Ai Vân đối với Lâm Thần Y thực ra em có thể không cần ở bên phan lâm nữa em muốn ly hôn anh tin phan lâm sẽ đồng ý phan lâm nói chủ tịch lâm anh anh có ý gì vậy lý ai vân bất chợt ngẩng đầu trong đôi mắt có chút phức tạp cũng có chút vẫn phẫn... anh chỉ muốn nói em có lựa chọn càng tốt hơn phan lâm lạnh nhạt nói lý ai vân im lặng hai tay nắm chặt lại ai cũng không rõ trong lòng cô suy nghĩ chuyện gì cô chỉ cúi thấp đầu giống như đang nghĩ gì đó một lát sau, cô hít sâu một hơi, xoay người tránh ra, cô lựa chọn trốn tránh. Có lẽ cô cũng không có đáp án, những lời này của Phan Lâm thực ra lọt vào tai của bất kỳ người phụ nữ nào thì đều gần như là tỏ tình, Phan Lâm cũng biết rõ, anh cũng muốn biết Lý Ai Vân sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này cửa mở ra, một chiếc xe lái vào, Hàn Long ra khỏi xe, bước nhanh tới bên cạnh Phan Lâm, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch Lâm, xe đã chuẩn bị xong rồi." Được, bây giờ xuất phát đến thành phố Thanh Nguyên đi. Phan Lâm nói rồi chui thẳng vào trong xe. Trên xe lái về phía thành phố Thanh Nguyên, trợ lý ở bên cạnh đưa tư liệu đã sưu tập đủ cho Phan Lâm. Lần này Sơn Trang huyết kiếm tuyển con rẻ, còn là hình thức mở. Bởi vậy mà hôn lễ này rất có nhiều nhân sĩ ở bên ngoài tham gia. Trợ lý An Mạn nói, cô ta là người Hàn Long sắp xếp dẫn Phan Lâm tới đây. An Mạn là người ở thành phố Thanh Nguyên, khá quen thuộc với nơi này cho nên gọi cô ta tới. Cô ta là tâm phúc của Hàn Long, mức độ trung thành không là vấn đề. Tuyền con rể sao? Phan Lâm hơi bất ngờ. Không phải là đám hỏi sao? Sơn Trang huyết kiếm và phiêu nhai cát. Cầu chủ của phiêu nhai cát định đến Sơn Trang huyết kiếm ở rể. Đúng vậy, đúng là đám hỏi của phiêu nhai cát và Sơn Trang huyết kiếm, tuyền con rể. Chỉ là hình thức mà thôi. Thực ra kết quả cuối cùng đã định sẵn. Làm như vậy chỉ vì tạo thế cho phiêu nhai cát coi như là việc vui. An Mạn nói, tạo thế sao? Phiêu Nhai Các là thế tộc mới lên, nghe nói thực lực không yếu. Phiêu Nhai Các liên hợp với Sơn Trang Huyết Kiếm thuộc loại mạnh, mục đích là tạo ra thế, chỉ sợ cũng vì chuẩn bị cho đại hội. An Mạn vừa lật tài liệu vừa nói, Phan Lâm im lặng gật đầu, lại nói, có những khách nào tới, đều là một số thế tộc có danh vọng. Độ nghiệp cung, lôi âm đều đã phái đại diện tới, Thậm chí phái ẩn cũng có người tới. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Phan Lâm nghiêng đầu. Hơn nữa, nhà họ Phan ở Yến Kinh cũng có người tới tham gia hồn lễ. An Mạn nói. Cái gì? Phan Lâm vô cùng bất ngờ. Tôi chưa từng nghe nói nhà họ Phan ở Yến Kinh cũng có liên lạc với Sơn Trang Huyết Kiếm. Sau hồn lễ lần này, bọn họ cũng có phần chứ? Dựa theo tin tức Tổng Giám đốc Hàn cung cấp, hình như là nhà họ Phan muốn thu hút viện trợ từ Sơn Trang Huyết Kiếm và phiêu nhai các cho nên lần này chuẩn bị một phần đại lễ rất trang trọng tới tham dự hôn lễ an mạn nhìn tư liệu nói thì ra là thế nói như vậy vậy thì thú vị rồi phan lâm híp mắt nói xe đỗ lại trước một khách sạn năm sao ở thành phố thanh nguyên chủ tịch lâm có khả năng chúng ta phải nghỉ tạm ở đây đợi tiến vào sơn trang an mạn nói đợi sao vào sơn trang huyết kiếm còn phải đợi sao phan lâm hoang mang rồi đúng vậy đây là sắp xếp của sơn trang huyết kiếm bởi vì quy mô kén rề lần này không nhỏ thế lực ở khắp nơi đều có người đến tuy sơn trang huyết kiếm có chuẩn bị trước nhưng khó có thể ứng phó nhiều như vậy cho nên yêu cầu người nhận được thiệp mời chỉ nghỉ tạm ở khách sạn trước đợi sơn trang huyết kiếm sắp xếp xong lại vào bàn an mạn nói thì ra là vậy xem ra đột nhiên có nhiều lực lượng như vậy vào Áp lực của Sơn Trang huyết kiếm cũng rất lớn. Nếu bọn họ không chuẩn bị trước thật tốt, xảy ra nhiễu loạn gì. Vậy thì tổn thất không chỉ là riêng Sơn Trang huyết kiếm. Phiêu nhai các cũng mất mặt theo. Bọn họ không gánh nổi hậu quả. Cẩn thận cũng là lẽ đương nhiên. Chủ tịch Lâm, chúng ta yên tâm ở lại đây sau. Phái người này đi tìm hiểu tin tức. Phan Lâm lấy thiệp mời đưa cho An Mạn. Kêu người lợi dụng thiệp mời này tiến vào Sơn Trang huyết kiếm. Tìm kiếm một số tin tức có tác dụng tuy Hàn Long quen biết rộng, nhưng không điều tra được ở hiện trường tin tức có tác dụng gì, luôn luôn không đáng tin. Dạ, Chủ tịch Lâm. An Mạn gật đầu, nhận lấy thiệp mời đi xuống. Thiệp mời là tấm giấy thông hành. Tuy bây giờ Phan Lâm vẫn không thể tiến vào Sơn Trang, nhưng có thứ này, điều tra khách mời và tình hình xung quanh Sơn Trang rất dễ dàng. Phan Lâm tới nơi này vì Kim Ô Đan. Đối với anh mà nói, tình báo vô cùng quan trọng. Nếu không tới đây, chạy một chuyến ngay cả Kim Ô Đan ở đâu cũng không biết. Vậy chẳng phải lãng phí thời gian, làm trò cười cho người trong nghề sao? Phan Lâm không hề nghi ngờ năng lực của An Mạn có thể trở thành tâm phúc của Hàn Long, chắc chắn là có điểm hơn người. Vì thế anh ngồi một mình ở đại sảnh dùng trà xem di động. Thường có một số quái nhân khí tức đặc biệt hoặc ăn mặc kỳ lạ tiến vào khách sạn. Sơn Tràng huyết kiếm cũng sắp xếp người tiến hành tiếp đãi trong khách sạn nhưng cho dù là ai đều không có hứng thú với người đàn ông ăn mặc bình thường, đội mũ. Nhưng Phan Lâm cũng không nhảm rỗi. Trong một số người tiến vào khách sạn, cũng có mấy người lúc trước từng gặp mặt một lần. Lúc này hành trình tới Sơn Trang huyết kiếm sẽ không cô đơn nữa. Đợi như vậy, chừng một tiếng, di động đặt bên cạnh bàn đột nhiên vang lên. Là An Mạn gọi tới. Phan Lâm lập tức nghe máy. Chủ tịch Lâm đã xảy ra chuyện. Xin anh đến cứu tôi với. Cứu tôi! bên kia điện thoại an mạn thờ hồn hển vừa khóc vừa kêu lên cái gì phan lâm đứng bật dậy lập tức quát hỏi cô ở đâu cửa hàng thời trang nữ ở đường trường mạch bọn họ đang đuổi theo tôi chủ tịch lâm cứu tôi với an mạn khóc dòng nói cô nghĩ biện pháp trốn đi tôi lập tức tới ngay đây phan lâm vội nói sau đó thì tông cửa xông ra khách sạn cách đường trường mạch không tính là xa phan lâm ngay cả xe cũng không ngồi trực tiếp tăng tốc tới mức cực hạn vội vàng chạy tới đường trường mạch lúc này đường trường mạch hơi hỗn loạn một số người qua đường thét chói tai chạy trốn nhưng càng có nhiều người lấy điện thoại ra quay lại cảnh náo nhiệt này có thể khiến cho bọn họ trở thành tiêu điểm của thành phố nào đó và bạn bè trên mạng sao bọn họ có thể bỏ qua chứ mấy chiếc xe cảnh sát cũng vội tới đây bởi vì đang là giờ cao điểm cho nên con đường không tính là rộng này đang bị tắc giao thông vô cùng hỗn loạn xe ở bên ngoài căn bản là không vào được bên trong đám cảnh sát đành phải xuống xe đi bộ tốc độ của phan lâm rất nhanh vượt qua xe nhanh chóng chú ý tới một cửa hàng trang phục nữ chỉ thấy cửa của cửa hàng trang phục này bị đánh nát thủy tinh rơi đầy đất bên trong vô cùng bừa bộn nhân viên bán hàng đã chạy xung quanh không có người dám tới gần hẳn là nơi này phan lâm không chút nghĩ ngợi mà xông vào bên trong cùng lúc đó trong phòng thử đồ nữ ở tầng 2 của cửa hàng trang phục nữ, An Mạn đang nấp kín ở bên trong, toàn thân cô ta đầy máu, cánh tay trái trúng đạn, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo của cô ta. Đau đớn dữ dội khiến cho cô ta không ngừng chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng xanh. Một tay của An Mạn cầm di động, nhìn chằm chằm vào cửa phòng thử đồ, cả người run rẩy. Nơi này đã không còn đường để trốn, cô ta chỉ có thể cầu nguyện Phan Lâm nhanh chóng tìm được cô ta trước khi người đuổi giết cô ta tới đây. Người phụ nữ kia đâu? Không biết. Tìm cho tôi. Tầng hai này rộng như vậy, cô ta không thể chạy thoát được đâu. Có rất nhiều phòng thử đồ, sợ dạ, cái gì chứ? Lục cả đám cho tôi. Cho dù là lật toàn bộ lên thì cũng phải tìm ra cho tôi. Dạ. Tiếng gọi ẩm mỹ không ngừng truyền ra từ ngoài phòng thử đồ tới. Sau đó là âm thanh lục xoát truyền ra. Chủ tịch Lâm, anh nhanh tới đi. Chủ tịch Lâm, anh nhanh tới đi. An mạn nhắm mắt lầm bầm, càng lúc càng lo lắng. Nhưng mà cùng lúc này, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. An mạn vô cùng sợ hãi, vừa mới phát hiện là điện thoại của công ty quảng cáo. Cô ta luống cuống chân tay tắt điện thoại về chế độ im lặng. Nhưng không còn kịp nữa. Lúc này An Mạn hận công ty quảng cáo kia muốn chết. Thiếu chút nữa ném điện thoại đi rồi. Bên kia có âm thanh điện thoại. Chắc chắn là con đàn bà khốn kiếp kia trốn ở đó. Nhanh, qua đó. Người ở bên ngoài lao vào rầm rầm. Trực tiếp mở cửa ra. An mạn thét chói tay trực tiếp lấy dịt cay phòng sói từ trong túi ra nhưng không có bất kỳ tác dụng nào đối với năm người đàn ông thô lỗ trước mặt một người đàn ông vạm vỡ nắm lấy cánh tay của an mạn dịt cay phòng sói trong tay cô ta lại dùng lực kéo cô ta ra ngoài an mạn mất đi trọng tâm bị ném mạnh xuống đất nhìn người ở bốn phía tới gần cô ta sợ tới mức run lầy bẩy. một người trong đó trực tiếp giơ súng lục lên chuẩn bị kết thúc an mạn anh làm cái gì đấy Người bên cạnh lập tức ấn vai của anh ta hừ lạnh nói Anh muốn các anh em đều bị trang chủ trách phạt sao Trang chủ nói Muốn dẫn người sống Chuyện này Thôi được rồi Người nọ bỏ súng xuống xua tay nói Mang con đàn bà này đi Được Một người đàn ông tiến lên phía trước Ôm lấy an mạn như sách con gà con Đi về phía cửa cầu thang Buông Đừng mà Buông ra An mạn điên cuồng vùng vẫy Nhưng không thể làm được gì Cô bé, thành thật một chút. Nếu không thì ông đây lột sạch quần áo của cô. Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh như hung thần ác sát nói. An mạn sợ tới mức toàn thân run rẩy không dám lên tiếng nữa. Đội trưởng, cảnh sát đến đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh sát đã tới rồi sao? Không sao hết. Các cậu dẫn con đàn bà này đi cửa sau. Các anh em còn lại thì đi ra cửa chính, ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát. Dạ. Mọi người hạ quyết tâm nhanh chóng bước nhanh hơn xuống lầu. Nhưng mà mọi người đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn cửa cầu thang. Chỉ thấy ở cửa cầu thang có một bóng người cao thẳng đang đứng. Anh trầm điếu thuốc, lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt. Chủ tịch Lâm, nhanh cứu tôi! Chủ tịch Lâm, cứu tôi với! An mạn như thấy được cọng rơm cứu bạn kích động kêu lên. Cái gì? Chủ tịch Lâm sao? Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi. Ba chữ này không giống bình thường nha. Ai dám bỏ qua chứ? Buồn cô ấy ra. Phản lầm hít một hơi thuốc, bình tĩnh nói. Sắc mặt của mấy người khẽ đảo, nhưng không nghe theo. Trái lại, người bên cạnh trực tiếp rút súng ống ra, nhắm ngay về phía đầu của An Mạng. An Mạng sợ tới mức nhắm mắt lại. Anh làm gì vậy? Vô cùng ngu ngốc. Phản lầm lắc đầu. Tôi nghĩ các anh biết tôi là ai? Đương nhiên biết. Người sáng lập ra Dương Quang, Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy. Sao chúng tôi có thể không biết chứ? Nhưng mà... Chủ tịch Lâm, anh chỉ có một mình mà chúng tôi có rất nhiều người. Cho nên tôi khuyên anh đừng nên làm bừa. Nếu không thì... Cô gái xinh đẹp này, tay ra chuyện gì? Vậy thì đừng trách chúng tôi tâm ngoan thù lạt rồi. Về mặt của người đàn ông dẫn đầu giữ tợn nói. Các anh cứ việc nổ súng. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi không cần. Cái gì? Toàn thân của mọi người căng thẳng. An mạn cũng trợn tròn mắt về mặt tuyệt vọng và kinh ngạc nhìn phan lâm chủ tịch lâm vì vì sao cô ta không nhìn được mà lớn tiếng hỏi an mạt không cần lo lắng tôi nói tôi không cần đó là vì bọn họ không giết được cô phan lâm bình tĩnh nói các anh đều biết tôi là lâm thần y có lẽ cũng biết tôi có thể cài từ hoàn sinh tôi nói thẳng cho các anh biết vậy anh bắn súng giết cô ấy tôi cũng có thể cứu sống cô ấy trong khoảng thời gian ngắn nhất dù sao thì vết thương do súng tạo thành không tính là lớn cộng thêm tử vong không lâu với y thuật của tôi muốn khiến cô ấy sống lại quả thực là vô cùng đơn giản cho nên tôi cho các anh nổ súng chữa mà cô ấy không sống thì tôi thua chuyện này mọi người xanh cả mặt đều kinh hãi không nói nên lời vậy tôi bắn cô ta thành cái sàng nhìn xem anh có thể chữa được hay không người đàn ông lúc trước nghiến răng nghiến lợi giống bắn thành kết sàng, chữa trị có khả năng vô cùng khó khăn. Nhưng mà trước đó, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Vấn đề gì? Anh cảm thấy viên đạn thứ hai của anh nhanh, hay là kim châm cứu trong tay tôi nhanh đây? Phan Lâm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, tay của anh cũng giơ lên. Từng đạo lưu quang lóe lên ở đầu ngón tay anh, đó đều là kim châm cứu. Trầm giống như là sao băng, một châm phong ấn yết hầu mọi người hoàn toàn không mở miệng nói được phan lâm quyết đấu với người của thôn dược vương mọi người đều xem rồi bọn họ cũng không ngoại lệ bọn họ biết ở trước mặt cường giả giống như phan lâm lực uy hiếp của súng quá nhỏ rồi đám kim châm cứu kia mỗi một cái đều khủng bố hơn đạn vô số lần giao người ra đây tôi không muốn nói lần hai đâu phan lâm ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm tắt lạnh lùng nói những lời nói của Phan Lâm giống như là tuyên án tử hình với đám người này. Mọi người trợn to mắt, cơ thể hơi run rẩy, trong đầu tràn ngập sợ hãi. Cuối cùng thì dưới khí chàng của Phan Lâm, đám người này buông ra cho xong chuyện, an mạn vội vàng tránh thoát, lào đảo chạy tới. Chủ tịch Lâm, cô ta trốn sau lưng của Phan Lâm, run lẩy bẩy, mà đám người đàn ông vạm vỡ thì quỳ trên đất vội vàng lan lên. Chủ tịch Lâm, tha cho chúng tôi đi, đừng giết chúng tôi chúng tôi chúng tôi chỉ là người hầu phụng mệnh làm việc mà thôi nếu tôi muốn giết các người các người đã sớm chết rồi tôi chỉ muốn hỏi các người một vấn đề thôi hy vọng các người có thể thành thật trả lời chủ tịch lâm mời nói chúng tôi chúng tôi nhất định hễ biết thì sẽ nói ngay mọi người vội vàng đáp vì mạng sống bọn họ có thể làm vậy dù sao thì lâm thần y vang danh thiên hạ này cũng là người giết người không chớp mắt bọn họ đều từng nghe nói tới người đàn ông này đã diệt cả thôn dược vương tôi nhớ rõ trợ lý của tôi có thiệp mời theo lý mà nói cô ấy và tôi đều là bạn của sơn trang huyết kiếm các anh vì sao các anh còn tập kích giết chúng tôi chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của sơn trang huyết kiếm các anh sao Phan lầm nhận lấy thiệp mời an mạn đưa tới vẻ mặt không đòi hỏi chuyện này vẻ mặt của người đàn ông vạm vỡ lúng túng do dự một lát không nói chuyện Sao thế? Không tiện nói sao? Nếu là như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, biết rõ chuyện này rồi. Phan Lâm hít mắt tiến lên phía trước. Bốn chữ nghĩ biện pháp khác của anh rất đặc biệt. Mấy người đàn ông vạm vỡ này bị dọa sợ. Phương pháp của Lâm Thần Y chắc chắn khác với người thường. Đến lúc đó e rằng có thể giữ được mạng, nhưng sống không bằng chết. Chủ tịch Lâm, đừng, đừng, đừng mà. Tôi nói, tôi nói. Người đàn ông vạm vỡ vội vàng đáp lại. Kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Người đàn ông vạm vỡ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Chủ tịch Lâm, thực tế... Ý của Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi là bắt người của anh và anh. Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi... Bắt sống. Bắt tôi sao? Về mặt của Phan Lâm mở mịt. Tôi và Sơn Trang huyết kiếm các anh, không thù không oán, đang yên đang lành. Vì sao lại bắt tôi? Chuyện này... Chuyện này có hai nguyên nhân thứ nhất là vì nhà họ phan ở yên kinh nhà họ phan sao bọn họ liên minh với sơn trang huyết kiếm rồi sao đúng vậy nhà họ phan phái đại diện tới anh và nhà họ phan có thủ oán mọi người đều biết trang chủ muốn dùng anh để tỏ thái độ với nhà họ phan vậy sao Hả? vậy thì vận mệnh của sơn trang huyết kiếm các anh cũng quá nhỏ rồi tuy nhà họ phan mạnh nhưng dương quang của tôi không yếu vì nhà họ Phan vô duyên vô cớ có thêm kẻ thù, chẳng phải làm mất nhiều hơn được sao? Phan Lâm lắc đầu. Chủ tịch Lâm, nếu anh nghĩ như vậy thì mười phần sai rồi. Mục đích bắt anh không phải vì tỏ thái độ với nhà họ Phan. Quan trọng nhất là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân gì? Người đàn ông vạm vỡ trần trừ một lát chậm rãi nói ra ba chữ. Hồng nhăn cốc. Nghe thấy ba chữ này, Phan Lâm lập tức hiểu ra. Hóa ra, Sơn Trang huyết kiếm là muốn tỏ thái độ với Hồng Nhan Cốc. Chuyện về Hồng Nhan Cốc đã truyền ra so với nhà họ Phan. Tất nhiên là Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi càng thích liên minh với Hồng Nhan Cốc hơn. Sắp tới đại hội rồi. Nhu cầu cấp bách của Sơn Trang huyết kiếm là viện trợ từ bên ngoài. Tùy phiêu nhai các và nhà họ Phan làm việc viện trợ, nhưng còn xa mới đủ nếu như có được sự ủng hộ to lớn của Hồng Nhan Cốc. Tất nhiên là Sơn Trang huyết kiếm có thể tung hoành vô địch. Bởi vậy, Trang chủ biết được anh và cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nảy sinh ân oán dòng. Lập tức, xếp anh vào danh sách đen. Không chỉ anh, mà ngay cả người bên cạnh anh cũng y như vậy. Một khi phát hiện, lập tức chóc nã, nếu phản kháng, diệt. Người đàn ông vạm vỡ trầm giọng nói, đôi mắt của Phan Lâm bình tĩnh, không có chút tức giận nào cả. Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi hiểu được không ngờ tới chuyện giữa tôi và Hồng Nhan Cốc sẽ dẫn tới kết cục Sơn Tràng huyết kiếm các anh chủ động. Rất tốt. Chủ tịch Lâm, tôi chỉ biết có vậy thôi. Anh, anh có thể tha cho chúng tôi không? Người đàn ông vạm vỡ vội hỏi. Đương nhiên là tôi có thể, nhưng một số người thì không thể. Phan Lâm lắc đầu. Người nào? Người đàn ông vạm vỡ giật mình hỏi. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ hơi nghiêng người. Sau đó một lượng lớn cảnh sát không vào, vây quanh đám người đàn ông vạm vỡ. Dơ tay lên! Tiếng la truyền ra, người đàn ông vạm vỡ ngần ra, vội vàng giơ tay lên, mặt trao mày ủ, đợi đám đàn ông vạm vỡ bị mang đi. Phan Lâm tìm một khách sạn nhỏ, dẫn theo an mạn nghỉ tạm. Anh lấy kim châm cứu ra, chữa thương cho an Mạng Xử lý vết thương đơn giản xong, an mạn nằm trên giường chợp mắt một lát. Tôi đã thông báo cho Hàn Long, bảo ông ta phái người tới đón cô trở về. Phan Lâm kéo lại bức mảnh, Bình tĩnh nói, An Mạn đang nhắm mắt mở to mắt ra, nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin, "Chủ tịch Lâm, vậy anh thì sao? Tôi sao? Tôi còn phải ở lại nơi này. Chuyện này làm sao mà được? Chủ tịch Lâm, một mình ngài ở đây quá nguy hiểm, không có người chăm sóc. Nhỡ đâu, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói như thế nào với tổng giám đốc Long đây?" An Mạn vội vàng lan lên. Mọi chuyện đã xảy ra biến hóa, toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Cô ở đây cũng không làm gì được. Trái lại, sẽ tăng thêm phiền phức. Tôi vốn muốn lợi dụng người của Dương Quang nhân cơ hội tìm kiếm một số tin tức, tìm tung tích của Kim Ô Đan cho tôi. Bây giờ xem ra đã không thể thực hiện được rồi. Chỉ cần là người của Dương Quang xuất hiện ở thành phố Thanh Nguyên, nhất định sẽ bị người của Sơn Trang huyết kiếm tiêu diệt. Cho nên cô nhất định phải rời đi. Phan Lâm trầm giọng nói. An mạn há miệng thở dốc, không biết trả lời như thế nào. Một lát sau, cô ta mới cẩn thận hỏi. Vậy, Chủ tịch Lâm, anh tính, anh tính làm thế nào đây? Nếu không thể dùng thiệp mời vào thì vậy chỉ còn một biện pháp thôi. Cài trang đi vào bên trong. Cài trang sao? Cài trang người nào đây? Không phải có một thân phận hoàn mỹ cho tôi sao? Phan Lâm cười nói. An mạn ngần ra, lập tức hiểu ra. Chủ tịch Lâm, anh... Anh là chị Tân Tuấn Minh sao? Không sai. Trời không tuyệt đường có... Nếu cài trang thành bộ dạng của Tân Tuấn Minh, tôi muốn đạt được kim ô đan càng có thêm dễ làm. Nói thì nói như vậy, nhưng mà làm thế nào mới có thể cài trang hoàn mỹ đây? Chủ tịch Lâm, bộ dạng của anh không giống với Tân Tuấn Minh mà. Dịch dung là được rồi. An mạng, cô đi mua chút da về đây cho tôi. Muốn da gì ạ? À? Da heo là được rồi. Được, chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi mua ngay. An Mạn lập tức xuống giường, rời khỏi phòng. Lúc chẳng vàng tối, An Mạn cầm một túi da heo đi vào trong khách sạn. Phan Lâm lập tức bắt đầu tẩy dừa xử lý. Cũng lấy một lượng lớn chai chai lọ lọ bắt đầu vẽ loạn lên trên da heo. Bộ dạng vô cùng chăm chú. Chủ tịch Lâm, anh... anh đang làm gì thế? An Mạn rất cẩn thận hỏi. Chế tạo mặt nạ. Mặt nạ gì? Mặt nạ da người. Vào đêm, hắn long đỗ xe trước cửa khách sạn ngoại trừ xe của ông ta ra còn có mấy chục chiếc xe theo sau ngồi trên xe đều là cao thủ của dương quang đến từ kỳ lân môn đồng hoàng giáo đào tiêu sầu trường cổ nếu như đã tuyên chiến tất nhiên là phải chuẩn bị cẩn thận biết dương quang phái mấy chục chiếc xe vào thành phố thanh nguyên người của sơn trang huyết kiếm vô cùng khẩn trương lập tức phái mấy nghìn người thâm nhập thành phố thanh nguyên giám sát nhất cử nhất động của đám hàn long dù sao thì lâm thần y đến đây Sơn Trang Huyết Kiếm vẫn không dám làm bừa, giờ dĩ ông ta dám ra tay với Phan Lâm là vì dựa vào nhà họ Phan hoặc Hồng Nhan Cốc có ở đây. Ông ta dự đoán Lâm Thần Y sẽ không dám ra tay với ông ta, nhưng nếu bức Lâm Thần Y nóng này, hậu quả như thế nào, Sơn Trang Huyết Kiếm cũng không dám dự liệu. Mà khiến cho đám Sơn Trang Huyết Kiếm thở dài một hơi chính là đám Phan Lâm đang ở đây không lâu. Sau khi lên chiếc xe thì nghênh ngang mà rời đi, rời khỏi thành phố Thanh Nguyên. Chàng chủ của Sơn Trang Huyết Kiếm mừng rỡ. Bọn họ tập kích Phan Lâm đều không phải vì ân cừu mà là vì tỏ thái độ. Bọn họ cũng lo lắng Phan Lâm điên cuồng trả thù. Hiện giờ Phan Lâm trực tiếp rời đi, tất nhiên là bọn họ vô cùng mừng rỡ, còn bày tỏ được thái độ với nhà họ Phan và Hồng Nhan Cốc. Như vậy không phải là chuyện tốt sao? <laughs> không nghĩ tới vậy mà lâm thần y trực tiếp rời đi tốt lắm tốt lắm anh trai ruột của trang trù là trang thái thành ngồi ở giành chính giơ chén rượu cười to nào 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 mọi người uống một chén đi cạn người ở đây trực tiếp uống cạn chén rượu cháu cứ nghĩ lâm thần y này lợi hại cỡ nào không nghĩ tới lại là một tên nhát gan hay xem ra dương quang chỉ như vậy mà thôi một thanh niên ở bên cạnh cười nói tuấn kiệt cháu tu luyện long kiếm pháp đã đến tầng thứ mấy rồi chàng thái thành hít mắt hỏi báo cáo bác cả đã tới tầng thứ sáu rồi người thanh niên tên trang tuấn kiệt lập tức nói những lời này vang lên trong phòng xôi trào cái gì tầng thứ sáu rồi sao trời ạ à, chàng chủ chỉ mới ở tầng thứ bảy vậy mà cháu tu luyện tới tầng thứ sáu phải biết rằng rất nhiều người chú bác cũng không đến tầng như cháu đâu thiên tài thiên tài tuấn kiệt đúng là thiên kiêu của nhà họ trang chúng ta rất nhiều trường bối có mặt ở đây đều giơ ngón cái với chàng tuấn kiệt anh tuấn kiệt chuyện trọn rể lần này còn phải dựa vào anh giúp đỡ rồi lúc này một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen bưng chén rượu đứng dậy cười khanh khách nói ôi chao em nhạn nói quá khách sáo rồi chúng ta là người một nhà sao anh có thể quanh tay đứng nhìn chứ nhưng mà ý lang quân của em cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ có anh ta đủ để chiến thắng vô số tài tuấn tới hiệu chiến. Đừng bêu xấu anh như vậy chứ. Trang Tuấn Kiệt mỉm cười nói, mặt khách sáo. Dù sao thì người phụ nữ này cũng là con gái của Trang Chủ. Cho dù thiên phú của anh ta tốt tới mấy, cũng không dám lỗ mãng. Anh Kiệt khiêm tốn rồi. Tuy thực lực của anh Diệp cũng không tầm thường, có thực lực của thiên kiêu. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng chỉ có một mình. Luận võ trọn rề lần này, có không ít đệ tử của gia tộc lớn tới đây. Dù thế nào thì anh Diệp cũng là cơ thể phạm nhân, ta có thể lấy một địch trăm, đến lúc đó... Nếu thể lực hết sạch, xuất hiện sai lầm gì đó, vậy kén rể lần này sẽ thành trò cười rồi. Trang Hồng Nhạn cười nói, vậy ý của em là... Chuyện này còn phải hỏi sao? Tuấn Kiệt, ngày mai diễn ra luận võ kén rể. Cháu lên trước, thầy Diệu Diệp thu thập đám con cóc kia. Đợi thu thập gần xong rồi thì Diệu Diệp lại lên đài đánh bại cháu. Cưới mình trầu của nhà họ Trang chúng ta, như vậy không phải là mọi người đều vui sao chàng thái thành cười nói mọi người cười ha hả vỗ tay tán thường được rồi chàng tuấn kiệt cười gật đầu nhưng sâu trong mắt lóe lên chút không vui rất rõ ràng anh ta rất không thích chuyện phí sức còn chẳng có kết quả tốt này còn xấu mặt nữa nhưng anh ta không có biện pháp nhưng mà đúng lúc này một giọng nói vang lên chàng tuấn kiệt hình như anh không nguyện ý làm việc này lắm nếu anh thật sự không tình nguyện anh không làm thì để tôi thay em nhạn bình định chướng ngại Phật khiến em ấy thuận lợi xuất giá. Những lời này vang lên, mọi người cùng nhìn về phía người mới nói. Chỉ thấy đứng ở cửa là một người đàn ông mặc kiếm phục, tóc dài bay phấp phới, dáng người người đàn ông này gầy yếu, làn da đen sì, đôi mắt sắc bén, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Tuấn Phi. Ông từ nhà họ Trang là Trang Quốc Thiên đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn con trai mình. Tuấn Phi, cháu muốn làm gì đây? Trang Thái Thành trầm giọng hỏi. Bác cả, cháu không có ý gì khác. Cháu chỉ nghe làm thành chuyện này xong. Trang Tuấn Kiệt sẽ có cơ hội đến phiêu nhai các tu luyện học võ. Tôi chỉ muốn có được cơ hội lần này. Trang Tuấn Phi bình tĩnh nói. Cơ hội chỉ chuẩn bị cho người có thiên phú. Rất rõ ràng, cậu không phải là người như vậy. Trang Tuấn Kiệt cười nói. Vậy thì thử xem đi. Trang Tuấn Phi lạnh lùng nói. Tuấn Phi, cháu làm càn quá rồi đấy. Trang Thái Thành tức giận nghiêng đầu nhìn, chằm chằm Trang Tuấn Thiên nói. Chú Tư, cậu dạy con trai của cậu thế nào vậy? Dám ở đây dương oai sao? Tuấn Phi, con quay về cho ba. Trang Tuấn Thiên nghiêm khắc quát, nhưng mà Trang Tuấn Phi không nghe. Mà nhìn chằm chằm vào ba của mình quát lên. Ba, chẳng lẽ ba cam tâm như vậy sao? Ở nhà họ Trang không có tiếng tâm gì, là một nhân vật nhỏ sao? Trang Quốc Thiên nghe thấy thế thì không ngừng kinh ngạc. Tuấn Phi, còn có ý gì? còn có ý gì sao? Còn cần phải nói rõ ra sao? Từ 10 năm trước, ba và bác hai cạnh tranh vị trí gia chủ thất bại. Vị trí của ba ở cái nhà này ngày một yếu đi, hiện giờ chuyện lớn trong nhà gần như là không bàn bạc với ba. Trong mắt của mấy người này, đã không có ba rồi. Ba, đây là chuyện ba nguyện ý nhìn thấy, nguyện ý muốn mỗi ngày sao? Còn quyết đấu với Trang Tuấn Kiệt, không phải là vì bản thân con, mà cũng vì ba đó. Chỉ cần con đánh bại Trang Tuấn Kiệt, đạt được cơ hội đến phiêu nhai các tu luyện. Còn sẽ coi như là một nửa người của phiêu nhai các Đến lúc đó còn ai dám khinh thường ba nữa chứ Cho nên ba à Trận chiến này còn nhất định phải chiến Trang Tuấn Phi không che giấu nữa Nói thẳng những lời trong lòng ra Những lời này vang lên Trang Quốc Thiên trợn trắng mắt há miệng Sắc mặt của rất nhiều người vô cùng bất tự nhiên Nhất là Trang Thái Thành Nhưng ông ta không phản bác Mà liếc mắt nhìn Trang Quốc Thiên một cái Vì ba của mình Tuấn Phi Cậu đúng là hiếu thuận bội phục, bội phục. Nhưng mà lúc cậu nói ra những lời này, không suy nghĩ một chút nào. Trang Tuấn Kiệt cười nói, suy nghĩ cái gì? Trang Tuấn Phi trầm giọng hỏi. Tất nhiên là suy nghĩ cậu không có tư cách làm chuyện này rồi. Đôi mắt của Trang Tuấn Kiệt đột nhiên trở nên hung ác. Anh ta nhìn ra được, Trang Tuấn Phi muốn dẫm anh ta làm đá kê chân, sau đó một bước bay lên trời. Chỉ tiếc, sao anh ta có thể để Trang Tuấn Phi thực hiện được chứ? Một khi đã như vậy, Trang Tuấn Kiệt, vậy thì đừng nói linh tinh nữa, ra ngoài chiến đấu đi. Nếu như tôi thắng, ngày mai lên đài luận võ, sẽ do tôi làm, còn cơ hội tu luyện kia cũng dành cho tôi. Trang Tuấn Phi rút kiếm la lên. Vậy nếu cậu thua thì sao? Trang Tuấn Kiệt híp mắt hỏi. Trang Tuấn Phi trần trừ một lát hư lại nói. Tùy anh xử lý. Tùy tôi xử lý sao? Tôi xử trí như thế nào đây? Giết cậu sao? Cậu là em ruột của tôi đấy. Ôi chào, ai ôi, giết cậu không phải là sẽ làm hỏng thanh danh của tôi sao? À, thế này đi, tôi cũng không dám khó dễ cậu. Nếu tôi thắng, tôi có một yêu cầu. Trang Tuấn Kiệt cười nói. Yêu cầu gì? Trang Tuấn Phi trầm giọng hỏi. Tôi muốn cả nhà cậu quỳ trước mặt tôi, dập đầu. Thế nào? Trang Tuấn Kiệt híp mắt nói. Những lời này vang lên, mọi người vô cùng kinh ngạc. Trang Tuấn Phi cũng ngây ngốc. Anh ta ngơ ngác nhìn Trang Tuấn Kiệt, cười tiếp mắt, lầm bầm. Cả nhà dập đầu sau. Anh... anh là muốn... Đúng vậy, ba cậu cũng phải dập đầu với tôi. Trang Tuấn Kiệt cười nói. Cái gì? Trang Quốc Thiên giận tím mặt, chỉ Trang Tuấn Kiệt nói. Tuấn Kiệt, cháu đừng có mà vô pháp vô thiền, dù gì thì chú cũng là bề trên của cháu. Nhưng mà... Trang Tuấn Kiệt mắt điếc tai ngờ. Trang Quốc Thiên càng lúc càng giận sôi, trực tiếp nghiêng đầu nhìn Trang Thái Thành ngồi bên cạnh anh cả, ông ta hy vọng Trang Thái Thành có thể nói giúp vài câu, nhưng mà Trang Thái Thành bình tĩnh nói, "Chú Tư à, người trẻ tuổi thích làm thế nào thì làm thế ấy đi, chúng ta là bề trên nhường một chút, hơn nữa chẳng lẽ cậu không tin con trai mình có thể thắng sao? Cậu quá không tin tưởng con trai cậu rồi. Chuyện này..." Trang Quốc Thiên tức không biết phải nói gì, giận sôi lên, cho nên ông ta vỗ bàn, tức giận tới cực điểm mà quát lớn, "Được, một khi đã như vậy con trai con lên cho ba đánh bại cái tên danh con không biết tốt xấu này cũng khiến cho đám mắt chó nhìn người thấp biết sự lợi hại của chúng ta chú tư sao chú lại nói chuyện như vậy đám trang thái thành bất mãn rồi nhưng trang quốc thiên lười phản ứng lại được ba xin ba yên tâm con trai nhất định sẽ đánh bại người này khiến ba vẻ vàng trang tuấn phi lan lên vươn người nhảy lên nhảy ra ngoài sân trường kiếm trong tay xoẹp xoẹp ra hoa kiếm sau đó thì triển khai tư thế, nhìn chằm chằm vào Trang Tuấn Kiệt. Đến đây đi. Hả? Trang Tuấn Kiệt hít mắt, hai tay đề phía sau, chậm rãi đi tới. Bộ dạng của anh ta rất ngả ngớn, trong giọng nói cũng tràn ngập khinh thường. Những lời này, nên là tôi nói mới đúng. Tuấn Phi, cậu ra tay đi, tôi nhường cậu mấy chiêu. Anh... Vậy mà không rút kiếm, còn muốn nhường tôi sao? Đúng là khinh người khác quá đáng. Trang Tuấn Phi tức giận, lập tức rút kiếm ra chém giết. Thần trường kiếm kia bắn tung tóe, kiếm ảnh giống như là đóa hoa, từng đóa, từng đóa đánh về phía Trang Tuấn Kiệt. Kiếm ảnh tinh diệu, thần kiếm thẳng tắp, chiêu thức thật đáng sợ. Nhưng Trang Tuấn Kiệt hoàn toàn không sợ gì, trái lại bước từng bước nhỏ lùi về phía sau phòng tránh, thoải mái tránh được. Đừng chạy! Trang Tuấn Phi hét lên, tiếp tục dương kiếm chàm. Nhưng cho dù anh ta vung chém như thế nào thì cũng không thể chạm vào được cơ thể của Trang Tuấn Kiệt. Tuấn Phi không thể chiến đấu như vậy, không thể chiến đấu như vậy. Nếu còn muốn đánh bại cậu ta, không thể dùng kiếm pháp nhà họ Trang. Dù sao thì cậu ta tu luyện kiếm pháp nhà họ Trang thuần thục hơn con nhiều. Trang Quốc Thiên rốt ruột tới mức liên tục dậm chân, nhưng mà ngay lúc ông ta nói hết những lời này, một đạo kiếm cũng như mặt trăng đột nhiên nở rộ, còn lấy tốc độ kinh người để chém về phía Trang Tuấn Kiệt. Cái gì? Người ở bốn phía ngạc nhiên mới phát hiện chiêu thức này là sát chiêu của Trang Tuấn Phi. Anh ta dùng kiếm pháp của nhà họ Trang khiến cho Trang Tuấn Kiệt cảm thấy lơ là, khiến cho anh ta hiểu lầm mình chỉ biết kiếm pháp nhà họ Trang. Sau đó nhân cơ hội chưa chuẩn bị đánh ra sát chiêu. Trong lúc này, sát khí ở tứ phía, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Cẩn thận! Anh Tuấn Kiệt cẩn thận! Người nhỏ Trang rốt ruột kêu lên, nhưng nhìn kiếm anh đánh úp lại, e rằng không trốn được rồi. Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chàng Tuấn Kiệt rút kiếm ra, tay như điện, kiếm như sấm, chỉ trong nháy mắt chém ngang, một đạo kiếm quang giống như muốn chém ra hư không. Chỉ trong nháy mắt, chẳng lưỡi liềm bị chém vỡ, Ngực của Trang Tuấn Phi cũng bị chém ra, máu tươi vằng tùng tóe. Trang Tuấn Phi liên tục lùi về sau, sau đó cơ thể cong lại, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhưng vẫn dùng kiếm trong tay đâm xuống đất, chống đỡ cơ thể mới không ngã xuống. Kết thúc sau. Thua. Trang Tuấn Phi thua rồi. Rất nhiều người của nhà họ Trang lập tức hét lên. Trang Quốc Thiên ngây dại. Trang Tuấn Phi không ngừng thở hồn hển. Trang Thái Thành mỉm cười nói. Chú Tư à, Cậu xem việc này quậy lớn, thế thì xong việc rồi. Trang Quốc Thiên nghiến rằng, đến đây đi, các người có thể quỳ rồi. Trang Tuấn Kiệt cười nói, gọi cả mẹ anh tới đây đi. Anh Kiệt, hình như em mới thấy Tân Tuấn Phi trở về, gọi cả anh ta tới đây đi. Không biết người nào kêu to một tiếng, Trang Tuấn Kiệt cười ha hả Được, cái tên phế vật kia cũng đến đây rào, lập tức gọi tên đó qua đây. Hai tên này cùng quỳ cho tôi. Trang Quốc Thiên và Trang Tuấn Phi tức điên lên, nổi trận lôi đình. Trang Tuấn Kiệt này, đây là muốn nhục nhã cả nhà ông ta mà. Nhưng bọn họ không có biện pháp. Dù sao thì cũng là Trang Tuấn Phi đề xuất muốn quyết đấu với Trang Tuấn Kiệt trước. Trang Tuấn Phi muốn dùng Trang Tuấn Kiệt để làm đá kê chân cho mình, để quật khởi. Tất nhiên là không thể trách Trang Tuấn Kiệt vô tình. Nhưng mà đây là chuyện giữa anh ta và Trang Tuấn Kiệt. Sao có đạo lý ép Trang Quốc Thiên là bề trên phải quỳ xuống gập đầu chứ? Trang Tuấn Kiệt, anh muốn tôi quỳ với anh, không thành vấn đề. Nhưng anh đừng có mà ép ba tôi, dù gì ông ấy cũng là chú của anh, anh nhận nổi sao? Trang Tuấn Phi nghiến răng nói. <laughs> chàng Tuấn Phi, chuyện này là ước định lúc trước của chúng ta. Bây giờ cậu bị đánh bại, cậu nói ông ấy là chú tôi, không thấy buồn cười sao? Nhanh quỳ đi, chàng Tuấn Kiệt cười mỉa mai la lên. Anh... Chàng Tuấn Phi tức tới mức toàn thân run rẩy Tuấn Phi, mọi người đều nghe thấy những lời cháu nói với Tuấn Kiệt. Bây giờ cháu thua thì muốn quỵt nợ. Chuyện này có chút không khỏi khó mà nhận nổi có đúng không? Đúng vậy, nếu Tuấn Kiệt thua cũng sẽ quỵt nợ. Vậy cháu sẽ làm như thế nào đây? Đây chỉ là trò đùa thôi sao? Quá kỳ cục rồi. Người nhà họ trang chúng ta từ trước đến nay luôn luôn nói một không nói hai mà. Mọi người nhao nhao chỉ trích, giọng nói cả đám khá to, ra vẻ bất mãn. Chu Tư à, cậu là bề trên nhà họ Trang, sao có thể không giữ lời như thế chứ? nếu là như vậy, không phải sẽ dạy hư đám bề dưới sao? nếu muốn làm gương tốt, đừng nên để bề dưới coi thường cậu. lúc này Trang Thái Thành cũng mờ miệng nói rồi. tuy những lời này của ông ta uyên truyền, nhưng ý như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. đây là đang ép ba con Trang Quốc Thiên thỏa hiệp. Trang Quốc Thiên trợn mắt há miệng nhìn Trang Thái Thành với vẻ khó mà tin nổi. Ông ta rất muốn nói gì đó, nhưng miệng há to mà không thể phát ra một chữ. Ngay cả Trang Thái Thành đều đã mở miệng nói, việc này có thể không bỏ qua được. Trang Quốc Thiên nắm chặt tay lại, trên mặt đều là không cam lòng và khổ sở. Ông ta chưa từng ngờ tới người gì nhục mình như vậy, chính là cốt nhục ruột thịt của mình. Bà, con trai bất hiếu, khiến người phải chịu nhục lớn, nhưng mà không sao. Bà, chúng ta rời khỏi đây cũng được, đục đầu cái gì chứ? bảo tất cả bọn họ cút đi. Trang Tuấn Phi vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, tới gần Trang Quốc Thiên, nhỏ giọng tức giận nói. Tùy đi cho xong việc là một biện pháp, nhưng Trang Tuấn Kiệt nói, cậu ta hy vọng con rời khỏi đây. Còn vừa đi, nhà họ Trang sẽ không còn ai cạnh tranh với cậu ta nữa. Cậu ta ở nhà họ Trang muốn cái gì thì có cái đó. Có nhà họ Trang bồi dưỡng, tranh lệch giữa con và cậu ta sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mà... Ba... Tuấn Phi... Chịu nhục, nhẫn nại, mới là chuyện con cần phải làm bây giờ. Đừng vì nhất thời kích động mà mất đi tiền đồ. Trang Quốc Thiên nghiến đang nói. Về mặt của Trang Tuấn Phi đau khổ, quả đấm nắm chặt lại, móng tay đều đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Các người còn không mau quỳ xuống sao? Trang Tuấn Kiệt là lên, đôi mắt của Trang Tuấn Phi đỏ bừng oán hận ngập trời. Nhưng Trang Quốc Thiên vỗ bà vai của anh ta, chậm rãi quỳ xuống. Ba! Trang Tuấn Phi gần như là sắp nổ mạnh. Nhưng lúc này, anh ta không có lựa chọn rời khỏi nhà họ trang anh ta không là gì cả còn ở lại nơi này nhất định phải cúi đầu với trang tuấn kiệt ai bảo bọn họ thật sự bị thua chứ cho dù là trang tuấn phi hay là quốc thiên mà kết cục của thất bại cũng chỉ là nhìn sắc mặt của người thắng trang tuấn phi hít sâu một hơi hai đầu gối cong lại cũng chuẩn bị chậm rãi quỳ xuống nhưng đúng lúc này một bóng người đi tới tần tuấn minh đến rồi tiếng gọi ầm ĩ vang vọng Ánh mắt không ít người lập tức nhìn về phía người này. Đứa con hoàng kia đến rồi kìa. <laughs> Phế vật này cũng có mặt mũi trở về sao? Mẹ nó chỉ là một giúp việc của nhà họ Trang chúng ta. Ngay cả họ Trang cũng không xứng có được. Người này lấy đâu ra mặt mũi tới đây vậy? Cả nhà này cũng là buồn cười. Mọi người châu đầu ghé tay không ngừng cười nhạo. Trang Quốc Thiên cũng hơi kinh ngạc. Em trai, em ở nước ngoài được rồi. Sao lại trở về đây? Trang Tuấn Phi nghiến răng chừng Tần Tuấn Minh. Nhưng mà Tần Tuấn Minh cẩn thận đánh giá anh ta. Em nhìn cái gì? Không biết anh cả em nữa rồi hả? Trang Tuấn Phi hử lạnh nói. Tuy hai người cùng ba khác mẹ, nhưng Trang Tuấn Phi vẫn coi Tần Tuấn Minh như em trai. Quen rồi. Tần Tuấn Minh lấy lại tinh thần nhìn trái nhìn phải, sau đó thản nhiên nói. Các người gọi tôi tới là có chuyện gì sao? Vẻ mặt của hai ba con Trang Tuấn Phi không được tự nhiên. Trang Tuấn Kiệt thì cười thành tiếng, lập tức đi tới. Hey, chú Tư, không phải chú để cậu ta ở nước ngoài, không cho cậu ta trở về sao? Sao lúc này lại để cậu ta về Sơn Trang huyết kiếm rồi hả? Trường hợp này, chú không sợ cậu ta làm mất mặt sao? Trang Tuấn Kiệt híp mắt đánh giá Tần Tuấn Minh. Đúng vậy, đứa con hoang này đến đây không phải sẽ khiến em nhạn không chịu nổi sao? Đến lúc đó, chỉ sợ người của phiêu nhai các biết cũng sẽ mất hứng một người phụ nữ ở bên cạnh không nhịn được mà nói. Không sai. Trang Quốc Thiên, cậu nhanh bảo đứa con trai này của cậu cút đi. Đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ. Mấy người cùng bối phận với Trang Quốc Thiên. Những lời này đúng là không nề mặt. Nhưng đối với người một nhà Trang Quốc Thiên này, mặt mũi gì đó đã sớm là thứ ra gì rồi. Đừng nóng vội cút như vậy. Tần Tuấn Minh, nào, tới quỳ cùng ba cậu đi, dập đầu với tôi. Trang Tuấn Kiệt cười nói, quỳ sao, Tần Tuấn Minh nhướng mày, nhìn Trang Quốc Thiên lại nhìn Trang Tuấn Kiệt một lát, hoàng màng nói. Đang êm đẹp, vì sao tôi phải quỳ với anh? Bảo cầu quỳ thì quỳ đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm cái gì? Người bên cạnh la lên. Trang Tuấn Kiệt cũng rất kiên nhẫn, lập tức cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, anh trai cậu quyết đấu với tôi, nói nếu cậu ta thua, cả nhà cậu phải quỳ với tôi. Bây giờ cậu ta thua bởi tôi, cậu cũng quỳ với tôi, không phải rất bình thường sao? trang tuấn kiệt cười nói nhưng vấn đề là anh ta thua anh không phải là tôi thua anh anh dựa vào cái gì mà bảo tôi quỳ tân tuấn minh nói những lời này vang lên hiện trường lập tức im lặng không tiếng động ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tân tuấn minh trang tuấn kiệt cũng nheo mắt lại đánh giá tân tuấn minh từ trên xuống dưới lạnh lùng nói cho nên ý của cậu là cậu cũng muốn khiêu chiến tôi sao khiêu chiến sao vẻ mặt của tân tuấn minh vẫn vô cùng mờ mịn anh ta hoang mang đánh giá Trang Tuấn Kiệt ở trước mặt, cảm thấy khó hiểu nói. Đang yên đang lành, vì sao tôi phải khiêu chiến với anh chứ? Cậu không muốn đánh với tôi, thì nhanh nhanh quỳ xuống cho tôi. Anh trai cậu bại bởi tôi, ba cậu đã hứa hẹn trước mặt mọi người. Nếu cậu ta thua tôi, cả nhà cậu phải quỳ gối dập đầu với tôi. Bây giờ cậu nói một câu dựa vào cái gì đã muốn không quỳ chứ? Cậu coi chúng tôi là cái gì đây? Trang Tuấn Kiệt hít mắt nói. Có chuyện này sao? Tân Tuấn Minh nhíu mày. Phế vật, còn mẹ nó, cậu đừng dây dưa lằng nhằng nữa. Lại không quỳ, ông đấy đánh gãy chân của cậu. Một người nhà họ Trang mắng to. Hiện giờ, Trang Tuấn Kiệt ở nhà này như mặt trời ban trưa. Tất nhiên là đám người này sẽ đứng về phía anh ta nói chuyện. Mọi người nhao nhao chỉ trích Tân Tuấn Minh, tạo áp lực. Tân Tuấn Minh không nói một lời. Bộ dạng trầm tư, một lát sau, anh ta im lặng gật đầu. Được rồi, nếu chuyện đã đến nước này, vậy thì tôi thử xem. Tần Tuấn Minh đi lên phía trước, nhìn Trang Tuấn Kiệt. Trang Tuấn Kiệt thất thần. Thử cái gì? Không phải anh muốn tôi quỳ xuống sao? Có thể đánh bại tôi, tôi sẽ quỳ. Tần Tuấn Minh nói. Những lời này vang lên, mọi người rộ lên. Cái gì? Tên phế vật này muốn khiêu chiến Tuấn Kiệt sao? <laughs> Quả thực là buồn cười mà. Anh đừng đùa tôi chứ. Đứa con hoang này muốn đấu với Tuấn Kiệt sao? e rằng tên này ở nước ngoài mấy năm đầu đã bị phá hủy rồi một đầu ngón tay của tuấn kiệt cũng có thể bóp chết cậu cậu tin không mọi người ôm bụng cười lăn lộn khóe mắt cả đám đã có nước mắt chảy ra đám trang tuấn kiệt trang hồng nhạn cũng cảm thấy buồn cười giống như chưa từng nghe thấy những lời buồn cười như vậy phải biết rằng tuy tân tuấn minh là con riêng của trang quốc thiên nhưng bởi vì sinh ra ti tiện không thể theo họ ba chỉ có thể theo họ mẹ hơn nữa thiên phú của anh ta cũng không được tốt lắm nếu anh ta thiên phú dị bẩm là một nhân tài muốn vào ra khả nhà họ trang không khó nhưng võ công của anh ta bình thường không có thiên phú gì bởi vậy trang quốc thiên sớm đã đưa anh ta ra nước ngoài mấy năm mới về gặp ba mẹ một lần lúc trước khi trang quốc thiên tranh đoạt vị trí ông chủ với ông chủ đương nhiệm nhà họ trang chưa thất bại địa vị của nhà họ không tính là tệ ai cũng không dám bắt nạt bọn họ lung tung nhưng sau khi thất bại nhà họ rơi xuống đáy vực ngay cả trang tuấn phi cũng bị mọi người dẫm lên một đứa con riêng ngay cả bọn họ cũng không chiếm được bọn họ sẽ sợ sao <laughs> ngay cả anh trai cậu đều thua bởi tôi vậy mà cậu còn dũng khí để nói với tôi như thế thú vị rất thú vị trang tuấn kiệt hít mắt liên tục gật đầu cậu đã nói như vậy nếu như tôi không ứng chiến chẳng phải là mọi người nghĩ tôi sợ cậu sao đến đây đi để tôi xem xem cậu lấy đâu ra tự tin nói những lời như vậy với tôi sau khi nói xong trang tuấn kiệt ngoắc ngón tay với tân tuấn minh anh muốn tôi ra tay trước sao tân tuấn minh hỏi lại nếu không thì sao đây tôi không nhường cậu một chút e rằng lát nữa cậu không phát huy được nếu một quyền cũng chưa đánh ra đã bị đánh bại chẳng phải người khác sẽ nói tôi bắt nạt cậu sao trang tuấn kiệt cười nói mọi người xung quanh cười ha hả Tân Tuấn Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Được thôi, tôi ra tay trước là được, nhưng mà tôi hy vọng anh đừng hối hận. Sau khi nói xong, Tân Tuấn Minh xài bước đi về phía Trang Tuấn Kiệt. Đời này tôi làm rất nhiều chuyện hối hận, nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng thể hiện ở trên người cậu. Trang Tuấn Kiệt nhún vai, từ đầu tới cuối không thèm để ý. Tân Tuấn Minh, em ngốc sao? Em không phải là đối thủ của anh ta đâu. Trang Tuấn Phi làn lên, nhưng Tân Tuấn Minh ngoảnh mặt làm ngơ. Trang Tuấn Phi vô cùng tức giận. Như vậy chỉ càng thêm mất mặt. Nhưng mà khiến anh ta bất ngờ chính là Tân Tuấn Minh trước đây. Mình nói gì nghe nấy. Tại sao lúc này lại dám coi như không có lời anh ta nói chưa? Anh ta không biết nguyên nhân. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Bởi vì Tân Tuấn Minh đã đi tới trước mặt Trang Tuấn Kiệt. Trang Tuấn Kiệt mỉm cười, chỉ nhìn Tân Tuấn Minh như vậy. Hai tay ôm ngực, tư thế ngả ngớn. Càn bản không để Tân Tuấn Minh vào mắt. Tân Tuấn Minh liếc mắt nhìn Trang Tuấn Kiệt, trực tiếp giơ tay tát vào Trang Tuấn Kiệt. Từ thế này căn bản không giống như so tài, trái lại như người bình thường đánh nhau. Trang Tuấn Kiệt hơi bất ngờ, còn tưởng Tân Tuấn Minh sẽ sử dụng chiêu thức vi phạm độc đáo gì. Kết quả không có gì mới lạ như thế. Phế vật đúng là phế vật. Anh ta âm thầm cười mỉa, giơ tay muốn ngăn cản cái tát này, đồng thời anh ta cũng dùng tay khác tát vào mặt của Tân Tuấn Minh nhưng mà ngay lúc anh ta chạm vào tay của Tân Tuấn Minh, lạch cạch, âm thanh thanh thúy truyền ra là bàn tay và cánh tay va chạm. Sau đó, lực lượng khổng lồ từ bàn tay trực tiếp chút luôn lên toàn thân anh, kèm thêm bàn tay tát mạnh vào má của Trang Tuấn Kiệt. Tiếng tát vang vọng bốn phía, lực đánh khổng lồ khiến cho Trang Tuấn Kiệt liên tục lùi về sau, cơ thể lào đào suýt nữa thì ngã xuống đất. Đợi anh ta ổn định cơ thể mới cảm thấy gương mặt mình nóng rát đau đớn, nửa bên mặt sưng phồng lên, một dấu tay rất rõ xuất hiện trên má của Trang Tuấn Kiệt mơ hồ rồi. Bốn phía yên tĩnh dọa người, rất yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Tân Tuấn Minh với vẻ khó mà tin. Hơi thở, trái tim cùng với đại não của mọi người giống như toàn bộ dừng hoạt động. Không ai có thể thoát khỏi hình ảnh rung động này. Ai có thể tin tưởng đứa con hoang Tân Tuấn Minh kia vậy mà lại dám tát Trang Tuấn Kiệt chưa? Không có khả năng cuối cùng thì có người kinh hãi kêu lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này người xung quanh lập tức như điên rồi thét chói tai vậy mà tân tuấn minh lại dám tát tuấn kiệt một cái chuyện này sao lại có chuyện này chứ vì sao tuấn kiệt lại không ngăn được một trường của tân tuấn minh chứ giả dạ, chắc chắn là giả dạ. là tôi xuất hiện ảo giác sao tuấn kiệt là thiên kiêu trong tộc sao anh ấy có thể không đỡ được cái tát kia chứ người nào cũng không thể tiếp nhận được chuyện này liên tục hét lên trang thái thành nhướng mày nhìn chằm chằm vào tân tuấn minh trang hồng nhạn cũng lộ ra vẻ mặt khó mà tin tưởng được tuấn kiệt anh không sao chứ một người nhà họ trang la lên tôi tôi không sao sơ suất sơ suất thôi trang tuấn kiệt lấy lại tinh thần hít sâu một hơi sờ đôi má xương đỏ của mình trong mắt đều là vẫn nộ và thù hận mặt mũi bị mất sạch sẽ rồi tôi cảm thấy anh đừng so với tôi thì hơn nếu không lại đánh tiếp tôi sợ anh sẽ thất bại thảm hại không có đường sống đánh trả đâu. Tân Tuấn Minh bình, bình tĩnh nói, hốn nạn. Chàng Tuấn Kiệt giận tím mặt lan lên. Chàng Tuấn Kiệt tôi còn không bằng một đứa con hoang ngay cả nhà họ Trang cũng không xứng sao. Vừa rồi chỉ là tôi sơ suất mà thôi. Cậu tiếp tục ra tay đi. Tôi nói nhường cậu là nhường. Tới đây. Anh đã ngu ngốc như vậy. Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Tần Tuấn Minh quát khẽ, bước nhỏ. Nhưng người như cơn lốc đi về phía bên này. Tốc độ rất nhanh. Cái gì? Các mặt của Trang Tuấn Kiệt thay đổi, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vội vàng giơ tay đánh trả. Chỉ thấy hai nắm của Tân Tuấn Minh như mưa đánh giết tới. Trang Tuấn Kiệt nâng quyền dẫm chân muốn tiến hành phản kích, nhưng chống đỡ mấy chiêu, toàn thân ăn vài quả đấm đau đớn kịch liệt khiến cho anh ta gần như choáng váng, rơi vào đường cùng. Anh ta chỉ có thể từ bỏ tấn công, cố gắng phòng thủ. Nhưng cho dù là như vậy, thì chống đỡ cũng không được bao lâu. Chưa đến một phút, trên người của trang tuấn kiệt là mặt mũi bầm dập khắp nơi đều có vết ứ động anh ta căn bản không ngăn được thế tấn công như cuồng phong vũ bão của tân tuấn minh phòng ngự của anh ta ở trước mặt tân tuấn minh đều có sơ hở tiếp tục kéo dài anh ta chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa đáng giận kiếm pháp tế vũ trang tuấn kiệt phát ra tiếng gào thét đột nhiên rút kiếm ra kiếm ảnh như mưa giết tân tuấn minh tân tuấn minh vội vàng lùi về sau nhưng kiếm ảnh khủng bố vẫn tạo ra vết kiếm nông sâu trên cánh tay của anh ta một ít máu tươi tràn ra đê tiện trang tuấn phi lập tức hét lên tân tuấn minh không dùng kiếm anh lại sử dụng kiếm đúng là đê tiện trang tuấn kiệt nếu như anh thắng trận đấu này cũng thắng không vẻ vàng cái gì mà thắng không vẻ vàng tôi có nói không được dùng kiếm nào chỉ cần tôi không làm trái với quy định người nào quản nhiều như thế chứ tân tuấn minh nhận lấy cái chết đi trang tuấn kiệt gầm nhẹ một người một kiếm giống như cự phong liều mạng với tân tuấn Minh. trang tuấn kiệt dùng kiếm pháp thuần khiết nhất của sơn trang huyết kiếm thần kiếm nhẹ nhàng vô ảnh kiếm nhận lại tàn bạo hung ác giống như có thể cắt vỡ tất cả trên kiếm nhuận lại có một đạo huyết tuyết quỷ dị khó tìm tần tuấn minh không ngừng né tránh nhảy nhót lung tung giống như rất e sợ lợi kiếm này căn bản là không dám đánh trả chậm rãi ưu thế thuộc về trang tuấn kiệt ba không hay rồi, Tần Tuấn Minh căn bản không biết kiếm pháp của nhà họ Trang chúng ta. Em ấy không biết chiêu thức này, chưa từng thấy uy năng của nó. Còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ thiệt thiệt thòi lớn. Hơn nữa, e rằng Trang Tuấn Kiệt còn có thể ra tay sát hại em ấy. Trang Tuấn Phi vội vàng nghiêng đầu kêu lên, nhất định phải ngăn chặn quyết đấu này. Trang Quốc Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc trước, ông ta có cân nhắc đến việc truyền thụ cho Tân Tuấn Minh kiếm pháp của Sơn Trang Khuyết Kiếm nhưng hành động này bị rất nhiều người trong tộc phản đối. Chính vì Tân Tuấn Minh sinh ra không tốt, danh không chính, ngôn không thuận, là con hoàng. Anh ta ngay cả họ Trang đều không có quyền lợi được lấy, sao có thể truyền võ học của nhà họ Trang đây? Bởi vậy, Tân Tuấn Minh chưa bao giờ tiếp xúc với võ kỹ, đối với võ kỹ kiếm pháp thầm ảo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vì khiến cho Tân Tuấn Minh có tương lai càng tốt hơn. Trang Quốc Thiên bất đắc dĩ phải đưa Tân Tuấn Minh ra nước ngoài, ngoài ra còn mời sư phụ tốt nhất dạy cho anh ta võ học. Tuy Tân Tuấn Minh học không được võ kỹ nhà họ Trang, nhưng sư phụ bên ngoài truyền thụ có thể tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Nhưng Trang Quốc Thiên chưa từng nghĩ tới, bây giờ võ công của Tân Tuấn Minh lại tốt như vậy, có thể phân thắng bại với Trang Tuấn Kiệt, chuyện này ngay cả Trang Tuấn Phi đều không thể làm được, nhưng đánh thì đánh. Trang Quốc Thiên vẫn không tin con trai ông ta có thể thắng. Anh cả, anh cả, anh mau ngăn cản hai đứa đi, bảo bọn chúng đừng đánh nhau nữa, anh cả. Trang Quốc Thiên nghiến răng xoay người nói với Trang Thái Thành. Ngăn cản cái gì đây? Đây là lựa chọn của con trai cậu, nếu tôi nhúng tay, không phải phá hoại quy củ sao? Hơn nữa, đây chỉ là đám bề dưới do tải thôi, không sao đâu. Về mặt của Trang Thái Thành không đổi nói, nhưng cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ chết người mất trang quốc thiên vội vàng kêu lên quậy chết người cũng là do con trai cậu gieo gió gạt bão là người làm cha như cậu không dạy bào cẩn thận tân tuấn minh này ngang nhiên khiêu chiến tuấn kiệt cậu có biết chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng tới tuấn kiệt như thế nào không thằng bé là trụ cột tương lai của nhà họ trang chúng ta đấy nếu hôm nay thằng bé không giáo huấn tân tuấn minh thật tốt danh dự bị hao tồn sau này đứng vững chân kiều gì đây bởi vậy Chuyện này là lỗi của con trai cậu, để cho con trai cậu gánh vác đi. Về mặt của Trang Thái Thành không đổi nói. Anh cả, anh... Trang Quốc Thiên còn định nói gì đó, nhưng Trang Thái Thành mặc kệ ông ta, trực tiếp vẫy tay. Người bên cạnh lập tức kéo ông ta ra. Anh cả, anh cả! Trang Quốc Thiên cố gắng quát to. Trang Thái Thành thở ơ, Trang Quốc Thiên tuyệt vọng. Trang Tuấn Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt từ bỏ. Lúc này không ai có thể cứu được Tân Tuấn Minh, chỉ có thể cầu nguyện Trang Tuấn Kiệt nương tay, tha cho Tân Tuấn Minh một mạng. Nhưng mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang nặng nề truyền ra. Sau đó mới thấy cách đó không xa, Trang Tuấn Kiệt đột nhiên bay tới, ngã mạnh xuống đất. Người còn chưa đứng dậy đã phun ra vài ngụm máu tươi, khó mà đứng dậy nổi. Cái gì? Trang Quốc Thiên trợn tròn mắt, đồng thời ha hốc miệng, còn có mỗi người ở đây. Hình ảnh ở hiện trường rung động mỗi người, đôi mắt của mọi người đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn Trang Tuấn Kiệt, khó có thể đứng dậy trên đất. Bốn phía trở nên yên tĩnh, không có tiếng động. Ngoại trừ âm thanh tân khách náo động ở phía xa, thì không còn có âm thanh nào khác. Một lúc lâu sau, Tuấn Kiệt, một trường bối kêu to một tiếng, lo lắng rông lên phía trước, nâng Trang Tuấn Kiệt dậy. Anh Tuấn Kiệt, anh không sao chứ? Tuấn Kiệt, cháu thế nào rồi? Sao lại như vậy? Đám người Trang Hồng Nhạn luống cuống chân tay xông lên phía trước, thân thiết hỏi. Trang Quốc Thiên và Trang Tuấn Phi sớm đã đại não trống rỗng. Đây là Tân Tuấn Minh làm sao? Khi nào thì Tân Tuấn Minh lợi hại như vậy rồi? Tôi không sao. Tôi... tôi không có gì đáng ngại. Chỉ là... chỉ là sơ suất rồi. Được người ta nâng dậy, Trang Tuấn Kiệt vừa lau máu ở khóe miệng, vừa nói. Máu còn chưa lau xong, người lại ho khan dữ rồi nhìn thấy bộ dạng này của trang tuấn kiệt tất cả mọi người hơi giật mình anh đã không có việc gì vậy chúng ta tiếp tục đi lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền tới toàn thân của mọi người run lên đồng thời nhìn người nói thì thấy tân tuấn minh cất bước đi tới tân tuấn minh quyết đấu đã kết thúc cậu còn muốn làm gì đây một người nhỏ trang quát khẽ kết thúc sao nhưng tôi chưa nghe thấy trang tuấn kiệt nhận thua mà tân tuấn minh nói chuyện này Người nhà họ Trang không biết trả lời như thế nào. Lúc này Trang Tuấn Kiệt nghiến răng, trong mắt tràn ngập oán hận. Nếu nhận thua trước mặt mọi người, có khác gì quỳ xuống với Tân Tuấn Minh chứ? Không phải mặt anh ta sẽ mất rạch sao? Đến lúc đó, nhà bọn họ sẽ bị người ta trì trỏ, chọc người ta chê cười. Dù sao, Tân Tuấn Minh là đứa con hoang. Trang Tuấn Kiệt, anh còn không chịu nhận thua sao? Trang Tuấn Phi là lên. Nhận thua cái gì? Tôi còn chưa thua. Trang Tuấn Kiệt không nhịn được, điên cuồng hét lên một tiếng, đẩy người bên cạnh ra, xông về phía Tân Tuấn Minh. Trường kiếm thê lương kia phát ra huyết quang, kiếm pháp huyết long. Có người kinh hãi kêu lên. Ở phía sau, cuối cùng Trang Tuấn Kiệt cũng sử dụng kiếm pháp mà anh ta lấy làm kiêu ngạo. Kiếm pháp huyết long của Trang Tuấn Kiệt đã tu luyện tới tầng thứ sáu, kiếm phòng thể lãnh, mũi kiếm như rồng. Thế không thể đỡ. Một kiếm trời đất biến sắc, quỷ thần kinh hãi chỉ là kiếm thế này đã không có người có thể chắn được càng không chỉ nói uy lực của kiếm kia tân tuấn minh cẩn thận trang tuấn phi hét lên tuấn minh né tránh trang quốc thiên xông tới muốn đỡ một kiếm này cho tân tuấn minh nhưng kiếm thế quá mạnh ông ta căn bản không tới gần được một kiếm này không ai có thể địch lại mọi người trợn to mắt trái tim treo tận yết hầu một kiếm thế đáng sợ như vậy e rằng một chiêu này đã lấy được mạng của tân tuấn minh trang tuấn kiệt đúng là độc ác rất nhiều người nghĩ như vậy trong lòng nhưng một giây sau một âm thanh kỳ lạ truyền ra ngay sau đó kình phòng tỏa ra từ chỗ tân tuấn minh ra là kiếm thế kiếm thế do kiếm pháp huyết long của trang tuấn kiệt phóng ra tản đi mọi người vội vàng nhìn về bên kia chỉ liếc mắt một cái mọi người như bị xét đánh toàn bộ đứng tại chỗ chỉ thấy tân tuấn minh giơ tay lên hai tay khẽ kẹp lấy vững vàng kẹp được kiếm trong tay của trang tuấn kiệt trường kiếm khủng bố kia chỉ cách trước mặt của tân tuấn minh vài cm không thể tiến lên được chút nào nữa không có khả năng có người kinh hãi hét lên đôi mắt của trang tuấn kiệt cũng trợn to trên gương mặt đều là mồ hôi lạnh dùn lầy bầy nhìn tân tuấn minh trước mặt kiếm của anh ta vậy mà bị tân tuấn minh đỡ được rồi sao có thể như vậy chưa tân tuấn minh này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào đây thú vị tân tuấn minh giống như là nổi giận ánh mắt phát lạnh, đột nhiên ngón tay cử động. Thần kiếm của lợi kiếm trong tay của Trang Tuấn Kiệt trực tiếp bị Tân Tuấn Minh lấy ngón tay bẻ gãy. Sau đó ngón tay nhanh như tia chớp, đâm về phía Trang Tuấn Kiệt. Đây rõ ràng là tính toán giết Trang Tuấn Kiệt. Tần Tuấn Minh, cậu làm cái gì đây? Dừng tay! Mọi người vội vàng kêu lên, giống như nổi điên tiến lên. Mà vào lúc này, một bóng dáng đã có động tác trước. Nhanh chóng tới gần Tần Tuấn Minh, đạp mạnh về phía anh. Tần Tuấn Minh nhướng mày, Nhìn bàn chân tàn nhẫn này, bất đắc dĩ thu chiêu lùi về phía sau. Bàn chân vẫn đạp tới, bị Tân Tuấn Minh dùng tay ngăn cản. Nhưng mà vì quá mức vội vàng, cho dù sức lực của bàn chân không tính là mạnh, nhưng cũng khiến cho Tân Tuấn Minh liên tục lùi về sau, có chút khó có thể đứng vững. Anh cả! Trang Quốc Thiền vội vàng đỡ lấy Tân Tuấn Minh, trong mắt lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm bóng người kia. Đúng là Trang Thái Thành! Tân Tuấn Minh! Cậu thật to gan! Vậy mà muốn giết Tuấn Kiệt sao? Trang Thái Thành quát. Tôi giết anh ta sao? Bác lập tức ngăn cản tôi sao? Vừa rồi anh ta muốn giết tôi, sao không thấy bác ngăn cản? Bác cả, bác thật là thiên vị." Về mặt của Tân Tuấn Minh không chút thay đổi nói, gương mặt của Trang Thái Thành lúc đỏ lúc trắng, có chút không biết cãi lại, hừ lạnh một tiếng quát khẽ nói, "Cậu đừng gọi tôi là bác cả, nhà họ Trang tôi không có người như cậu." "Bác cả, sao bác có thể nói như vậy được chứ?" về mặt của Trang Tuấn Vi khó coi. Anh cả, dù thế nào thì Tuấn Minh cũng là con của em. Anh cố tình ngăn bên này, để bên khác đánh cũng không khỏi quá thiên vị rồi đó. Trang Quốc Thiên nghiến răng nói. Cái gì mà ngăn bên này để bên khác đánh? Tôi chỉ nói thật mà thôi. Cậu ta họ Tân, không phải họ Trang. Trang Thái Thành hư lạnh nói. Anh... Trang Quốc Thiên tức giận. Thôi, ba, đấu võ mồm với bọn họ, không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Dù sao thì bây giờ Tuấn Minh thắng như vậy đủ rồi. Chúng ta còn để ý làm gì chứ? Trang Tuấn Phi kéo Trang Quốc Thiên nhỏ giọng nói. Còn nói rất đúng. Những người này vốn nhìn cả nhà chúng ta không vừa mắt. Tuấn Minh thắng. Đó là vào mặt bọn họ. Chúng ta nên cao hứng mới phải. Cần gì phải đấu khẩu với bọn họ chứ? Tuấn Phi, Tuấn Minh, chúng ta đi. Trang Quốc Thiên hư lạnh nói. Dẫn Trang Tuấn Phi và Tân Tuấn Minh rời đi. Đừng... Đứng lại, Trang Tuấn Kiệt vẫn không cam lòng, muốn giữ ba người nhưng bị Trang Thái Thành ngăn cản. Cháu còn chê chưa đủ mất mặt sao? Trang Thái Thành quát ghẽ. Bác cả, cháu... Được rồi, cháu cũng đừng giải thích nữa. Tần Tuấn Minh kia không phải là người cháu có thể đối phó. Tỉnh lại đi. Đáng giận. Trang Tuấn Kiệt tức giận đánh một quyền lên trên đất. Nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đều không nói gì. Trang Hồng Nhàn im lặng, nhìn chằm chằm Trang Tuấn Kiệt. Sau đó mở miệng nói Bác cả, à, Tần Tuấn Minh này sao lại lợi hại như thế chứ? Cháu nhớ rõ khi tên này rời đi, tư chất bình thường cũng không phải là kỳ tài luyện võ mà. Bác cũng không biết, có lẽ tên này đi nước ngoài, gặp được kỳ ngộ hoặc cao nhân nào đó chỉ điểm. Không nghĩ tới đứa con hoang chú tư sinh ra bây giờ lại nguy hiểm như thế. Trang Thái Thành hư lạnh nói, bác cả, à, vậy ngày mai luận võ kén rể, nên tiến hành thế nào đây? vẫn tiếp tục để anh Tuấn Kiệt lên giao. Trang Hồng Nhạn cẩn thận hỏi. Không để thằng bé lên thì để ai lên đây? Có lẽ Tân Tuấn Minh càng thích hợp hơn. Thích hợp sao? Hồng Nhạn, cậu ta màn lên đài thì nhà họ Trang chúng ta càng mất hết thể diện rồi. Cậu ta họ Tân là một đêm phong lưu của chú Tư cháu tạo ra. Danh không chính, ngôn không thuận. Nếu để cậu ta lên đài, không phải sẽ bị mọi người nhạo báng sao? Không nên, không nên, tuyệt đối không được vẫn tiếp tục để tuấn kiệt lên đi trang thái thành lắc đầu nói trang hồng nhạn trần trừ một lát im lặng gật đầu không biết vì sao trong lòng cô ta mơ hồ có chút bất an chuyện tân tuấn minh đánh bại trang tuấn kiệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ nhanh chóng truyền khắp cả nhà họ trang trong lúc này nhà họ trang rộ lên rất nhiều người không tin phải biết rằng trang tuấn kiệt là thiên tài số một số hai của nhà họ trang thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, nhà họ trang tốn không ít tài nguyên hỗ trợ anh ta mạnh dần. Nhưng mà thiên kiêu như vậy, vậy mà bài bời đứa con riêng chú tư nuôi thả. Việc này chuyển ra, ngay từ đầu đã không có ai tin. Nhưng sự thật là như vậy, thật sự đã xảy ra. Kết quả là nhà họ trang không ngừng bàn tán, thậm chí rất nhiều tân khách đều biết chuyện này. Thảo luận hang say, Trang Tuấn Kiệt mất hết mặt mũi, trốn ở trong phòng chữa thương còn tân tuấn minh thì náo nhiệt không thôi nào 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 em trai anh ca kính em một ly hôm nay em đã lấy được thể diện cho nhà chúng ta rồi chàng tuấn phi dơ chén rượu lên cười nói không sai tuấn minh hôm nay con cho ba một ngạc nhiên vui mừng thật lớn nào 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 nhà chúng ta cùng uống một chén đi chàng quốc thiền cũng rất vui sướng uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc tân tuấn minh không từ chối ai mời là cứ uống một lát sau đã uống nửa cân rượu trắng Mặt của Tân Tuấn Minh không đổi, tim không đập nhanh, mà đầu lưỡi của Trang Tuấn Phi và Trang Quốc Thiên thì đã cuốn lại rồi. Tuấn Minh, con nói nhanh lên, bản lĩnh này của con là sao đây? Bà cảm thấy nằm trước, lúc con trở về gặp ba, con còn chưa có bản lĩnh này mà. Trang Quốc Thiên đặt chén rượu xuống, thở ra mùi rượu hỏi. Câu hỏi này Trang Tuấn Phi cũng rất muốn biết. Từ chất của anh ta hơn hẳn Tân Tuấn Minh, nhưng Tân Tuấn Minh có thể tu luyện ra được bản lĩnh như thế này. "Sao anh ta không hâm mộ chứ?" Đôi mắt của hai người sáng rực, nhưng Tần Tuấn Minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, "Ba, anh cả, bản lĩnh này của con là được một cao nhân truyền lại, không có gì đâu." "Cao nhân sao? Là cao nhân phương nào? Lần này có trở về cùng với con hay không?" Hai bà con vội vàng hỏi, Tần Tuấn Minh lại lắc đầu, "Đã lâu rồi con không gặp sư phụ con, bây giờ ông ấy đang ở chỗ nào con cũng không biết nữa." "Vậy sao?" Vậy thì thật sự là quá đáng tiếc rồi. Tuấn Minh à, nếu sau này con gặp sư phụ con thì dẫn sư phụ con tới nhà chúng ta ăn bữa cơm nhé. Gặp mặt một lần, bà cũng phải biểu đạt lòng cảm kích đối với ông ấy. Trang Quốc Thiên cười nói, dạ, thưa bà. Tần Tuấn Minh gật đầu, em trai, có được thành tựu như ngày hôm nay đánh bại được Trang Tuấn Kiệt, kinh diễm tứ phương. Anh nghĩ nhà họ Trang sẽ nhanh chóng cho em vào ra phả. Nào nào, em trai, cạn ly. Cạn, Mọi người lại uống một vòng nữa. Trang Tuấn Phi và Trang Quốc Thiên đã có chút ngồi không yên. Tần Tuấn Minh nhìn hai người đột nhiên bỏ chén xuống, vẻ mặt nghiêm túc, dán sát lại gần hơn. Ba, còn có một chuyện muốn hỏi ba. Nếu ba biết được, có thể nói cho con biết không? Tần Tuấn Minh nhỏ giọng hỏi. Con hỏi đi, ba có chuyện gì có thể gạt con hay sao? Trang Quốc Thiên vung tay lên, có chút lắp bắp nói. Một khi đã như vậy, con không sợ mở miệng. Con muốn hỏi một chút, Kim O đàn trí bảo của gia tộc đang ở đâu? Tần Tuấn Minh cẩn thận nói. Những lời này vang lên, Trang Quốc Thiên và Trang Tuấn Phi cùng sợ run cả người. Hai người giống như tỉnh rượu hơn một chút. Cơ thể lập tức đứng thẳng. Về mặt của Trang Tuấn Phi kinh ngạc. Về mặt của Trang Quốc Thiên thì nghiêm trọng. Kim ô đàn sao? Đang yên đang lành, sao con lại hỏi thứ này? Trang Quốc Thiên hỏi. Lần này con tới nhà họ Trang, mục đích là vì lấy được kim ô đàn. Tần Tuấn Minh không che giấu, trực tiếp nói thẳng: "Cái gì? Chàng Tuấn Phi ngạc nhiên, còn muốn Kim Ô Đan để làm gì? Đó là của hồi môn của Hồng Nhạn, là tín vật ký kết giữa nhà họ Trang ta và Phiêu Nhai Các, không phải là thứ người bình thường có thể lấy được. Hơn nữa, sở dĩ Phiêu Nhai Các nguyện ý làm đám hỏi với nhà họ Trang chúng ta, cũng là vì Kim Ô Đan, thứ này có liên quan tới lợi ích của hai thế tộc." Tuấn Minh à? Bà không cho con có đánh chú ý với thứ này đâu. Một khi làm không cẩn thận, còn sẽ hại chết cả nhà chúng ta đó. Trang Quốc Thiên hiếm khi nghiêm túc, dùng dòng điệu ra lệnh nói. Nhưng Tân Tuấn Minh liên tục lắc đầu. Bà, nếu hôm nay con không tới cứu hai người, vậy hai người làm thế nào cho xong việc đây? Tân Tuấn Minh hỏi lại. Còn muốn nói gì? Trang Quốc Thiên nhíu mày hỏi. Nhà họ Trang đã không coi trọng chúng ta như người nhà. Cho dù con đánh bại Trang Tuấn Kiệt, Trang Thái Thành, cũng nguyện ý đứng về phía anh ta. Chuyện này chứng minh cái gì? Chuyện này chứng minh, cho dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì đều khó có khả năng đạt được sự tán thành của nhà họ Trang. Thay vì như vậy, không bằng chúng ta làm việc dứt khoát một chút. Bà, nói cho con biết, Kim Mô Đan ở đâu? Chuyện còn lại, tự con sẽ sắp xếp. Tần Tuấn Minh đứng dậy, càng nghiêm túc hỏi. Trang Quốc Thiên do dự rồi. Ông ta và Trang Tuấn Phi liếc nhau một cái. Hai người đều nhìn ra được băn khoăn trong lòng của đối phương nhưng bọn họ đều hiểu ý của tân tuấn minh nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn thỏa hiệp tuấn minh con cần kim ô đan sao được ba giúp con hai người nói ra cùng lúc vô cùng kiên định các bạn vừa nghe xong tập số 175 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở Rè tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại